Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Sega, SQM, Vega, đẹp độc lạ thế này, bảo sao giới trẻ là không sốt. Cái chiếc Sega, SQM, Vega 125 mang phong cách là thời trang, cái độ thẩm mỹ rất cao, thiết kế là hiện đại, giá bán là rẻ nên được nhiều bạn trẻ săn đón. SQM Vega 125/2008 là một dòng xe tay ga cỡ nhỏ được giới thiệu ra mắt thị trường, mang âm hưởng của cái dòng sản phẩm thuộc về thế giới là thẩm mỹ và lại có công nghệ là khá tiên tiến. SQM Vega 125/2008 phù hợp với giới trẻ. Xe có thiết kế cái đèn chữ U với cái mắt đèn pha có bóng LED, đem lại một diện mạo hút hồn cho cái chiếc là Vega 2008. Vệt đèn nổi bật mang hình dáng cái chữ B trên cái nền mặt nạ đen bóng. Đầu xe với thiết kế vệt đèn LED rất độc đáo. Cận cảnh đèn pha xếp hình chữ U của SQM Vega 105. Đồng hồ xe cái loại là LCD cho phép quan sát dễ dàng hơn. Cái đèn hậu dạng LED phía sau yên ngồi có tay vịn thiết kế rất là gọn. Về cái thẩm mỹ thì cái chiếc SQM Vega 125/2008 thậm chí còn được ví như một cái thiếu nữ bởi thân hình là uốn như một cái cô gái với vòng eo là thon nhìn rất là mềm mại. Cái yên ngồi êm ái nhìn là vuốt gọn và cái phần đuôi cũng rất đẹp. Tư thế ngồi lái thẳng đứng tôn dáng và đẹp. Cận cảnh hơn cái cụm đồng hồ LCD hiện đại của SQM Vega. Trên xe có một cái cổng sạc USB, cái cụm chìa khóa đa năng, hốc đựng đồ nhỏ phía trước có thể đựng vừa cái chai nước hoặc cái điện thoại di động. Yên ngồi xe êm ái, kiểm soát dễ dàng vì có trọng lượng nhẹ chỉ có 103 kg. Yên ngồi xe thấp 745 mm, chỗ để chân cho người ngồi phía sau, hốc đựng đồ rộng 22,5 lít. Phanh đĩa trước và cái chiếc SQM Vega 125/2008 hiện chỉ mới xuất hiện ở thị trường Đài Loan. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này là kế tiếp, nhớ like, subscribe.